Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip chia sẻ về cách để làm một cái thang xếp chữ A cô chú anh chị và các bạn. Thì những cái clip trước á thì có bạn hỏi cho mình là làm là những đố đứng như thế nào và những cái bậc cái nấc thang như thế nào là xài sắt máy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ lại chi tiết luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái thang xếp này á, là mình sử dụng là hộp 25 vuông nè hoặc là 30 vuông vẫn được nha cô chú anh chị và các bạn. Thì 20 vuông là mình làm vậy, 1 ly 2, 1 ly 4, tối đa là 1 ly 4 thôi nha. Thì các bạn làm thì 1 ly 4 thì nó hơi nặng nhưng mà nó chắc, còn như 1 ly 2 là mình di chuyển rất là nhẹ, nó cũng là bền nha các bạn. Thì những cái bậc thang thì tùy theo, ví dụ như là mình làm thanh ngang bậc ngang á thì cũng là 25 vuông vẫn được hoặc là 20 vuông vẫn được, hoặc là mình dùng là tiếp 21 phi 21 các bạn. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị là hai cây 25 vuông và mình sử dụng nấc thang á thì bằng 20 vuông. Cho nó nhỏ lên một chút xíu cho nó nhẹ nha cô chú anh chị và các bạn. Thì với chiều cao á, thì tùy theo mình muốn làm chiều cao 2 mét hoặc là 2 mét rưỡi hoặc là 3 mét gì vẫn được. Thì tại vì có bạn hỏi mình đó là chiều cao bao nhiêu rồi cái chiều rộng của cái chân dưới bao nhiêu đó, thì mình cũng làm cái chiều rộng cái chân dưới á. Ví dụ như cái thang mình 2 mét thì mình làm cái độ bẹt ở chân dưới là khoảng 8 tấc, để cho nó vững nha, 8 tấc hoặc là 9 tấc chỉ là đổ lại, tính từ ngay chân dưới. Còn cái đỉnh ở trên của cái thang thì là 25, là mình làm cái mâm mình để mình đứng lên được luôn nha cô chú. Mình thấy những có các bạn thì làm những cái thang chữ A, xếp chữ A nhưng mà không có đứng lên trên đó được, nó rất là nhỏ nên khó làm. Nhưng nó hai nữa nó không có vững chắc được. Thì hôm nay mình sẽ làm lại một cái clip này, mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn nào muốn làm một cái thang xếp tại nhà thì xem video của mình để mà làm được cái thang xếp hoàn thiện và chắc chắn nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào ra sao. Thấy video mình có hay hữu ích nhớ đăng ký, chia sẻ cho mọi người cùng xem và cho mình một like. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Rồi để mình tiếp tục làm cái thang xếp chữ A như thế nào. Rồi mời cô chú theo dõi mình làm nha. Thì mình chuẩn bị làm một cái mâm của cái thang xếp ở trên thì mình dùng là Q3 kẽm ngang cô chú anh chị cho các bạn. Thì 25 vuông mình sẽ chia ra 4 cạnh, thì mình đo đây là 1 mét để mình cắt ra ngang cô chú anh chị và các bạn. Thì cắt xong mình sẽ cắt liếc rồi sẽ bẻ góc vô nha.
Rồi, mình cũng sớm giờ mình đã làm một cái thang ship chữ A của chú anh chị và các bạn. Thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ cái cách để làm và cách để hàng sao cho được một cái thang ship như vậy. Thì để mình dựng cái thang lên, rồi mình sẽ chia sẻ từ chi tiết cho cô chú anh chị và các bạn xem một lần nữa nha. Thì đây, thì như mình đã có hướng dẫn cho cô chú và anh chị và các bạn nào mà muốn làm thang thì mình đã hàn xong. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ từ chi tiết ngăn của chú anh chị và các bạn. Thì mình thanh sắt hộp này thì hộp 25 vuông hoặc là 3 vuông, vậy 1 ly 4 hoặc ly 2 vẫn được ngăn các bạn. Thì những cái thanh ngang này thì mình muốn làm cho nó chắc hơn nữa thì mình xài 25 vuông vẫn được, nhưng mà ở đây mình làm cho nó nhẹ gọn nhẹ thì mình xài 20 vuông hoặc là ống tiếp 21 vuông, ống phi 21 đó. Thì ở chiều ngang ở trên này thì từ đây qua đây là cái mâm ở trên này mà để mình đứng được, mình ngồi được á, thì nó là 2,5 vuông ngang cô chú anh chị các bạn. 2,5 vuông. Ở đây mình có khoan một lỗ, đây làm 8 ly để sọt cái sắt ngang là 8 ly để mình làm một cái lắc léo cho này. Đây mình có dùng một con ốc đây để mình chống hàng lại, phá lại, nó không chạy qua chạy lại nha. Đó. Thì ở dưới chân này, cái độ bẹt này thì có bạn hỏi mình là độ bẹt bao nhiêu, thì cái độ bẹt của mỗi bước bên như vậy là từ đây qua bên đó là 65 ngang cô chú anh chị các bạn. Mình đo phủ bìa này là 65. Thì khi mình đặt 65 xuống thì mình đo đằng này 65, đằng kia 25, thì mình sẽ chia trước khi mình đặt xuống mình hàng vô. Thì cô chú anh chị các bạn là chia lấy từ dưới này lên ngay chân điểm này, mỗi một nấc thang như vậy thì là 4 tấc nha. Tại vì mình làm cái thang 2 mét thì mình chia là 40. Thì các bạn muốn làm dài hơn nữa thì chia theo đó, thì sao cho nó phù hợp để mình leo lên leo xuống cho nó dễ nha. Đó, mỗi một bậc như vậy là một nấc như vậy là 40 40, và lúc đó là cây thang mình chiều cao là 2 mét đó. Còn độ bẹt ngang ha, đây thì mình tính từ cái điểm phủ bìa qua tới đây là 1 mét ngang cô chú anh chị các bạn đó, 1 mét. Ông bảo là mình xài là 25 mà sắt hộp là 25 vuông 1 ly 4. Đây là những cái mâm lên đây mình hàng 13 26, chiều cao 1/3, chiều ngang 2/6. Thì ở đây mình chia ra 3 cây đó. Thì đây mình đã chia sẻ, mình biết cái thức làm sao cho cái thang nó chắc chắn, thì mình chia sẻ cho anh em cô chú anh chị và các bạn xem. Nếu mình có làm tại nhà được thì mình làm đó. Thì cái này mình chia sẻ những anh em mà chưa có biết hiểu mà về làm một cái thang ship chữ A thì có comment bên dưới. Mình hôm nay mình cũng chia sẻ tận tình để cho anh em được học hỏi và làm theo. Còn những các bạn nào mà có gần làm về bên thang thì xem video của mình coi như ủng hộ mình nha. Có cái gì mà thắc mắc nữa thì bình luận bên dưới cho mình biết để mình rút thêm kinh nghiệm và chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn thêm nhiều. Thì mình cũng chân thành cảm ơn rất là nhiều. Đó. Đây. Đó, thì để mình dựng cái máy lên rồi mình sẽ leo lên thử cho cô chú anh chị các bạn xem coi cái thang mình có hiệu quả chắc chắn là không nha. Thì cái thang này thì có thể mình leo được hai bên luôn nha cô chú anh chị. Mình đã leo lên thử cho cô chú anh chị và các bạn xem. Để nhiều khi là những có các bạn vô nói là mình làm mà không có thực hành được thì ai dám chịu làm theo, dám làm theo nha cô chú anh chị các bạn. Thì những cái cây ngang này nè, thì đây một cái cây ngang để cố định chân. Thì có bạn nói là vừa rồi có bạn vô bình luận góp ý cho mình, thì những mà cái đầu này mà móc xuống là nó ưa có vụ là nhảy lên, nhưng mà đa số mình làm á, thì nó không có được nhảy, nó không có nhảy lên nha cô chú. Tại vì đây mình có hàng một cái lúc trước mình có làm cái cây này thì mình dùng cái ống này,
mình xài một cái móc nó sẽ dài như vậy, khoảng 4 5 phân gì đó, thì nó cái móc này nó sẽ sọt tới đây, nó gịch ra, nó bị chủ yếu là nó gịch ra, là cái cây này nó sẽ nại vô đây là không bao giờ nó dục lên được. Thì các bạn góp ý đó thì mình cũng cảm ơn nha. Thì rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho anh chị và các bạn xem là mình chế một cái cây này là 14 vuông. Ở đây mình có khoan lỗ để cố định. Đây trước khi mình lắp móc vô mình chấm hàng lại luôn nha. Để cho nó cố định nó không xuất xuất ra. Còn mé bên đây thì mình có cắt ngàm nha cô chú anh chị. À, thì cắt cái ngàm này thì mình sẽ lấy ra được đây, một cái ngàm đây. Thì mình dắt vô đây. Mình dắt đây mình xiết cái con ốc này lại thì nó sẽ là chắc chắn mà không bao giờ xuất ra được luôn nha. À, thì hôm nay mình cải tiến lại mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. À, sau khi mình không ấy thì mình xếp thế lại, xếp lại cho nó sát vô. Đây, nha. Đây. Thì cái video của mình hôm nay mình chia sẻ là hướng dẫn cho các bạn để làm một cây thang xếp tại nhà, sao cho chắc chắn hiệu quả từ chi tiết. Rồi mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi cái video của mình. Mình hẹn lại cô chú anh chị và các bạn xong nhỏ những clip tiếp theo nha. Bye bye.